với một khu dân cư trong lành mát mẻ, nằm trên trục đường Nguyễn Hữu Thọ, xung quanh phủ rợp bóng cây xanh, là một nơi lý tưởng hoài hòa để cùng về với tổ ấm, với thiên nhiên tại Nhà Bè. Thái Sơn trước đã đầu tư xây dựng những khu đô thị mới với hình thái quy hoạch đặc trưng, dành riêng phục vụ cho nhu cầu an cư. Khu dân cư cán bộ chiến sĩ nằm trên địa bàn xã Phước Kiển, còn được gọi là khu dân cư Phước Kiển Thái Sơn, do xí nghiệp kinh doanh nhà, công ty Thái Sơn Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, là một trong những dự án tiêu biểu được thực hiện tại huyện Nhà Bè. Quy mô diện tích của dự án là 20 hectare, được quy hoạch thành một khu biệt thự khép kín, với chỉ một loại hình biệt thự với kích thước nền là 10m x 25m. Trong đó, có những nền biệt thự đường lớn 20m là con đường nối từ Nguyễn Hữu Thọ sang Lê Văn Lương và những trục đường xương cá song song với lộ giới 12m. Hướng của những biệt thự đa số là hướng Bắc và Nam. Ngoài ra, còn những dinh thự với diện tích 500-700m2 đối diện với công viên hồ sinh thái mát mẻ. Hiện tại, khu dân cư đã có sổ hồng đứng tên cá nhân từng lô và có giấy phép xây dựng từng nền. Pháp lý đã chuẩn mẫu nhà thì rất đẹp, xây dựng rất tinh tế, gồm một trệt, hai lầu, sân thượng áp mái. Một mẫu nhà rất đẹp, rộng và thoáng mát, mang kiến trúc Âu Mỹ vừa cổ vừa kim. Chủ đầu tư khu dân cư Thái Sơn, Tổng công ty Thái Sơn là doanh nghiệp nhà nước thuộc Bộ Quốc phòng, hoạt động đa ngành nghề trên các lĩnh vực, đầu tư kinh doanh bất động sản, ứng dụng và chuyển giao công nghệ, thương mại, xuất nhập khẩu, xây dựng dân dụng và công nghiệp, đào tạo nghề, được thành lập vào năm 1991. Tổng công ty Thái Sơn đã trở thành một doanh nghiệp mạnh của Bộ Quốc phòng, đồng thời khẳng định vị thế và thương hiệu trong toàn lãnh thổ Việt Nam và thế giới. Vị trí khu dân cư Thái Sơn. Cụm dân cư này nằm trên mặt tiền đường xa lộ Bắc Nam, đối diện với sân golf 36 lỗ. Đặc biệt, khu dân cư Phước Kiển Thái Sơn 1 chỉ cách Phú Mỹ Hưng 2,5 km, nơi mà giá bất động sản liên tục tăng và có giao dịch hết sức sôi động. Đây chính là điều kiện để kích thích người dân thành phố cũng như các tỉnh khác muốn sở hữu đất nền tại đây để được hưởng những tiện ích mà khu đô thị hiện đại nhất Nam Sài Gòn mang lại. Cùng với các dự án khác, quy hoạch định hướng trong tương lai được thực hiện bởi nhiều chủ đầu tư uy tín hàng đầu trong và ngoài nước. Dự án khu dân cư Phước Kiển Thái Sơn hứa hẹn sẽ mang đến cho thị trường một khu đô thị văn minh, ổn định và bền vững. Về tiện ích dự án chỉ cách trung tâm thành phố 8 km, đối diện với Phú Mỹ Hưng 2, trường quốc tế AIS và nhiều khu căn hộ, biệt thự cao cấp của tập đoàn Phú Long, Kiến Á, Vina Capital. Bên cạnh đó, chỉ mất ít phút là bạn qua đến khu đô thị kiểu mẫu Phú Mỹ Hưng đã phát triển phồn hoa sầm uất và cũng chỉ mất chưa tới 15 phút để đi tới trung tâm thành phố. Trung tâm thương mại FC Vivo City, Lotte Mart, Crescent Mall, Parkson Paragon, hệ thống giáo dục hiện đại, Đại học Quốc tế RMIT, Đại học Tôn Đức Thắng, Trường Quốc tế Nam Sài Gòn, Trường Tiểu học Đinh Thiện Lý và hệ thống bệnh viện quốc tế như Bệnh viện Tim Tâm Đức, Bệnh viện Pháp Việt, Bệnh viện Nhà Bè. Cùng với các dự án khác và quy hoạch định hướng trong tương lai được thực hiện bởi nhiều chủ đầu tư uy tín hàng đầu trong và ngoài nước, dự án khu dân cư Phước Kiển Thái Sơn hứa hẹn sẽ mang đến cho thị trường một khu đô thị văn minh, ổn định và bền vững. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết về dự án, hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline bên dưới. Và đừng quên ký kênh để không bỏ lỡ những video mới nhất của bất động sản tiềm năng. Chúc quý vị một ngày mới an lành. Hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.